Xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình đồng hành giao dịch. Chương trình được tổ chức hàng ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 16 giờ cho đến 17 giờ hàng tuần để cho những anh chị mà mới tham gia chương trình này có được nắm rõ các thành viên các chuyên gia tham gia chương trình thì Linh xin phép được giới thiệu lại. Linh hiện tôi là Nguyễn Văn Linh, tôi đang là chuyên viên tư vấn đầu tư tại công ty cổ phần chứng khoán Veradex. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì có anh Nguyễn Trung Du. Anh đang là chuyên gia chiến lược giao dịch. Anh Du đã có 14 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh trong buổi ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho anh chị trong quá trình đầu tư giao dịch trên thị trường. Và để anh chị có thể trang bị thêm cho mình những kiến thức, cái kỹ năng mà khi anh chị tham gia trên thị trường thì VNREX có tổ chức các khóa học đi go đi chết chuyên về cái giao dịch chứng khoán. Thì khi anh chị tham gia cái khóa giao dịch này thì anh chị sẽ có được một cái xây dựng cho mình được những cái kiến thức cơ bản, những cái lý thuyết về khi mà tham gia thị trường theo góc nhìn để phân tích kỹ thuật. Đồng thời thì anh chị cũng các giảng viên cũng sẽ hỗ trợ anh chị trong việc giúp anh chị xây dựng cho mình được những cái phương pháp, những cái cách thức để anh chị tiếp cận thị trường sao cho cái quá trình giao dịch của mình sau này nó hiệu quả. Thì trên màn hình đây là cái khóa học. Khóa học này sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 năm 2021. Thì anh chị nếu anh chị có thể quan tâm thì có thể đăng ký. Thì tí nữa Linh sẽ gửi lại cho anh chị cái đường link trên phần trong phần chat. Và trước tiên khi mà buổi bắt đầu chương trình thì Linh xin phép được giới thiệu đến anh chị về cái diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì ở đây anh chị thấy rằng là trong phiên dịch hôm nay thì gần như là thị trường của chúng ta, chỉ số VN Index của chúng ta giao dịch phần lớn thời gian là giảm điểm. Cụ thể là có những cái thời điểm từ 10 giờ thị trường giảm rất mạnh từ cái thời điểm mà 10 giờ cho đến kết thúc phiên sáng. Sau đó thị trường có hồi phục trở lại một chút từ đầu phiên dịch buổi chiều và bắt đầu bị bán ngược trở lại lúc gần 2 giờ chiều và đóng cửa ở mức gần như thấp nhất phiên. Nhìn về cái nhóm dẫn dắt thị trường ở trong phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng là đa số các cổ phiếu ngân hàng là cái cổ phiếu mà khiến cho thị trường của chúng ta hôm nay giảm khá mạnh. Cụ thể là có VPBank, Vietcombank, Vinhome, Công Thương hay Masan là những cổ phiếu mà khiến cho chỉ số giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì chúng ta thấy có hai cổ phiếu mà tích cực giúp cho chỉ số tăng điểm. Thì đáng lưu ý là cổ phiếu Gas, khi cổ phiếu này đã đóng góp vào chỉ số VN Index hơn 3 điểm. Tiếp theo là cổ phiếu Hòa Phát hay là DGC. Nhìn vào cái nhóm dẫn dắt này thì anh chị thấy rằng là phiên hôm nay rõ ràng là nhóm cổ phiếu ngân hàng đang gây một cái áp lực rất lớn lên thị trường trong phiên ngày hôm nay. Về cái thanh khoản giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng là cái phiên ngày hôm nay là cái chính là cái màu vàng đấy chị nhé. Thì chúng ta thấy rằng trong phiên giao dịch ngày hôm nay cái khối lượng giao dịch toàn thị trường luôn luôn duy trì cao hơn so với phiên giao dịch trước đó. Cũng dễ hiểu khi mà cái áp lực bán của thị trường nó diễn ra trong phiên ngày hôm nay, nó khiến cho những cái cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu như ngân hàng, cái áp lực bán ở nhóm cổ phiếu đó hay những nhóm chứng khoán nó khá là rõ, khiến cho cái thanh khoản của thị trường nó tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Về cái độ rộng thị trường thì trong phiên ngày hôm nay cái độ rộng thị trường duy trì ở trạng thái khá là cân bằng trong đầu phiên. Tuy nhiên thì sau đó thì cái số lượng cổ phiếu giảm điểm nó tăng dần về cuối phiên và có đến 60 trên 60% là các cổ phiếu trên thị trường là giảm giá, trong đó chỉ có khoảng hơn 20%, 3% là cổ phiếu giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Do khối ngoại phiên nay cũng tiếp tục bán dòng hơn 500 tỷ và đây chính là một trong những cái áp lực lên thị trường trong cái giai đoạn mà thị trường, cái thanh khoản của thị trường nó không thực sự quá cải thiện ở phiên trong thời gian gần đây. Nếu nói đến phiên ngày hôm nay thì chắc chúng ta sẽ nói nhiều hơn đến cái nhóm cổ phiếu trong VN30. Khi mà thứ nhất chúng ta thấy rằng là cái khối lượng giao dịch của VN30 có tăng so với phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên thì cái khối lượng này nó vẫn tập trung khá là cục bộ vào một vài cổ phiếu. Ví dụ anh chị thấy trên màn hình là chúng ta có Hòa Phát, có STB, có Pau hay là có Tiên Phong Bank. Thì trong các phiên trước đó chúng ta vẫn thấy những cổ phiếu như Hòa Phát này, Pau hay Tiên Phong Bank là những cổ phiếu mà nó có một cái khối lượng giao dịch nó khá lớn ở trên trong nhóm VN30 này. Và trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy có một vài nhiều cổ phiếu ngân hàng lọt vào trong cái top trong khối lượng giao dịch trong VN30. Thì chúng ta có là STB, chúng ta có MB,
hay có Công Thương hay là SSI, PP rồi Techcombank. Thì những cái này thì nữa thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về những cái trạng thái của cái cổ phiếu này trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhìn chung thì cái nhóm trụ hôm nay chúng ta thấy rằng là mặc dù có cái lúc những cái lúc thị trường nó giảm khá mạnh trong phiên buổi chiều, giảm đến lúc giảm hơn 10 điểm buổi chiều, thì chúng ta vẫn nhìn thấy một vài cổ phiếu nó giữ được cái sắc xanh, khoảng tầm 10 cổ phiếu duy trì được sắc xanh. Trong đó thì có GAP là cổ phiếu tích cực nhất khi mà GAP hôm nay đã có thời điểm khớp lệnh ở mức giá trần. Bên cạnh đó những cổ phiếu như GVR hay là Hòa Phát là những cổ phiếu cũng giữ được sắc xanh, Phát Đạt, PNG hay PAU, Vietjet, Vinamilk thì là những cổ phiếu mà cũng giữ được cái sắc xanh khi mà thị trường chung giảm đến trên 10 điểm. Thì điều này cho chúng ta thấy điều gì? Cho chúng ta thấy rằng là thị trường chung giảm điểm. Tuy nhiên thì chúng ta thấy các cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu là đã kháng cự lại được cái đà giảm của thị trường khi mà thị trường giảm hơn 10 điểm mà các cổ phiếu vẫn duy trì được sắc xanh. Thì đây là một cái điều mà cực kỳ là quan trọng ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta cái thị trường chung của chúng ta đang trong một cái giai đoạn mà gần như không có xu hướng, đặc biệt là đang giao dịch ở một cái vùng mà rất là nhạy cảm qua chỉ số chung, thì rất cần những cái cổ phiếu mà có khả năng mà giữ được cái nhịp thị trường trong một cái giai đoạn mà phiên ngày hôm nay cái nhóm cổ phiếu ngân hàng là cái nhóm mà giao dịch khá là tệ trong phiên ngày hôm nay. Số VN30 ngày hôm nay tăng khối lượng tăng khá mạnh so với các phiên rồi trước đó. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn nó lại là một cái phiên giảm điểm. Sau đó thì nó cũng không thực sự là một cái hiệu tích cực trong phiên ngày hôm nay. Thì các cổ phiếu như trước đó Linh có trao đổi với anh chị là cổ phiếu STB này, thì là cổ phiếu này hôm nay cũng đã có một phiên tiếp tục giảm điểm khá là mạnh, giảm gần 4%. Chúng ta có khối lượng giao dịch tăng, hay là Công Thương cũng tương tự, Công Thương này rồi một vài cổ phiếu khác như Liên Việt cũng bị giảm khá mạnh trong phiên ngày hôm nay, hay VIB. Đó thì nhóm ngân hàng là cái nhóm mà phiên ngày hôm nay tạo cái áp lực rất lớn cho thị trường. Nhóm cổ phiếu chứng khoán thì cũng chịu áp lực chung bán trên thị trường, khi chúng ta thấy SSI là phiên ngày hôm nay cũng giảm gần 4% mà cũng có khối lượng giao dịch. Hay VCI, các cổ phiếu chứng khoán nhìn chung hôm nay cũng bị bán khá mạnh. Hiếm hoa trong thị trường hôm nay thì chúng ta thấy nhóm cổ phiếu ngành dầu khí thì vẫn tích cực, khi mà gas này rồi PVD hay PVS vẫn duy trì được cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay. Hay là nhóm cổ phiếu ngành thép như Hòa Phát, rồi Hoa Sen, Nam Kim thì vẫn tiếp tục có được giữ được một cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay. Hay là nhóm cổ phiếu về phân bón như là đạm Phú Mỹ rồi đạm Cà Mau thì vẫn có những cái duy trì được cái tích cực trong phiên ngày hôm nay. Thì đây là những cái nhóm cổ phiếu hiếm hoi mà giữ được cái đà tăng hay cái sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhìn chung thì phiên giao dịch ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta vẫn thấy rằng là chỉ số vẫn đang đi trong một cái biên độ khá là hẹp, từ 1330 đến 1360 điểm, và cũng chưa có một cái diễn biến mới tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì sau ngày phiên ngày hôm nay chúng ta thấy có phát đi một tín hiệu nguy hiểm hơn trong ngắn hạn, khi mà nhóm ngân hàng là cái nhóm mà có tỷ chiếm tỷ trọng khá lớn trên thị trường, đã xuất hiện một vài cổ phiếu như Linh vừa trao đổi, STB này, rồi Công Thương, Liên Việt hay VIB đã phá vỡ những cái ngưỡng hỗ trợ rất quan trọng của các cổ phiếu này. Do đó thì chúng ta phải cần tiếp tục quan sát cái nhóm cổ phiếu ngân hàng trong tuần tới để có thể xác định được cái xu hướng sắp tới của thị trường. Và với cái việc mà thị trường đang không có xu hướng trong ngắn hạn này, thì các nhà đầu tư như anh Du trước các buổi trước cũng có trao đổi, thì chúng ta tuyệt đối hạn chế sử dụng margin ở thị trường này, và chúng ta chỉ nên sử dụng tiền mặt với cái tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản duy trì mức 50%, để chúng ta tránh những cái cú biến động lớn của thị trường ở cái giai đoạn mà thị trường đang không có xu hướng này. Rồi, Linh vừa điểm qua về cái diễn biến thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, thì anh Du, anh có thể chia sẻ thêm với các anh chị nhà đầu tư về cái quan điểm của anh về thị trường không ạ? Xin chào mọi người. Sau đây Du sẽ chia sẻ qua cái góc nhìn về thị trường và các cổ phiếu ở phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì nhìn chung ý, về các chỉ số VN Index, VN30 thì nó cũng không có gì mới cả. Chúng ta vẫn thấy là nó cũng vẫn chỉ là sideways trong một cái mẫu hình mà trong nhiều tuần gần đây nó vẫn biến co giật trong vùng này, từ 1330 đến 1365 đúng không ạ? Nó cũng chưa có cái diễn biến gì đấy nó phá vỡ mô hình, khiến chúng ta
sợ một cái đợt giảm mạnh, nhưng mà cái diễn biến của phiên giao dịch hôm nay hay là mấy phiên dịch gần đây thì nó cũng khá khó chịu, vì cứ lên được một chút thì cuối phiên hay đuối, và giảm mạnh một phiên thì hôm sau thị trường lại tăng mạnh để cân bằng lại. Và các cổ phiếu như thế thì nó vẫn dao động trong một biên độ hẹp thôi. Đấy, những cái cổ phiếu lớn thì vẫn dao động trong biên độ hẹp. Số lượng cổ phiếu phân hóa đi lên thì đâu đó chỉ chiếm khoảng 20-30% thị trường. Nên thực tế rất khó để chết đinh, đúng không? Khi chúng ta có 5-10 cổ phiếu tài khoản thì ta sẽ chịu áp lực là 60-70% số lượng cổ phiếu đang sideways và giảm. Còn lại thì có thể là 20-30% số lượng cổ phiếu đang là tăng. Thì đấy sẽ gây cái áp lực khó chịu cho nhiều người thôi. Đấy, diễn biến của chỉ số thì không có gì đáng ngại đâu, vì nó vẫn là trong cái mô hình tam giác, và khi mà chưa vỡ cái mức thấp nhất của VN Index gần đây nhất, ví dụ như tuần trước, tuần này là VN Index là 1316 thì nó chưa có gì xấu. VN 30 thì nó cũng thế, tức là nó ở khoảng 1410 đến 1416 điểm. Nó chưa vỡ cái kênh giá này thì nó cũng chưa có gì rủi ro về cái mô hình giá bị thất bại và nó bước sang cái đợt giảm điểm. Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn là xuống sideways, đâm ra là cái phân bổ tỷ trọng như hôm trước Du khuyến nghị mọi người trong vài tuần gần đây, tức là chúng ta giữ một tỷ trọng cân bằng thôi, 50-50 thôi, để ta hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra bất ngờ. Và biết đâu những cái lúc mà nó chạm vào kênh hỗ trợ và nó xuất hiện những cơ hội mà nó rõ rệt thì chúng ta có thể chọn lựa được. Còn khi chúng ta đã mua mạnh cổ phiếu ở cái vùng này mà đang sideways mà bất chợt nó giảm điểm thì chúng ta sẽ thiệt hại và chúng ta sẽ mất cái cơ hội để mua được cái cổ phiếu mà xuất hiện những cái tín hiệu đi ngược dòng so với thị trường, là những cái tín hiệu mạnh hơn thị trường. Xét về khối lượng thì nếu mà chúng ta nhìn trong vài tuần gần đây thì diễn biến nó hơi tiêu cực một chút, là các phiên giảm thì có vẻ quyết liệt hơn với cái lệch bán lớn hơn, số giao dịch khớp nhiều hơn là các phiên tăng, là cái sự hào hứng của dòng tiền nó đang dần kém đi. Cái sự tiêu cực của người cầm cổ phiếu nó đang xảy ra, nó phổ biến hơn. Tại vì dù sao xét trên bình diện chung thị trường ấy, thì khi số lượng các cổ phiếu vốn hóa lớn phần nhiều giảm điểm với sideways thì cái tâm lý của những người chết đinh thì sẽ mệt mỏi và không kiếm lợi nhuận, thì người sẽ chọn phương án là tạm thời rút lui để mà phòng ngừa các rủi ro và chờ đợi những sâu hơn. Thì đấy là cái diễn biến mà nhìn nó hơi tiêu cực một chút so với cái diễn biến của chỉ số thôi. Còn nếu mà nhìn thuần mặt chỉ số thì nó cũng chưa có gì xấu cả, khi mà nó vẫn đang bám cái phần cản trên của mô hình và nó cũng chưa bị vỡ cái đường hỗ trợ ở kênh giá dưới của mô hình. Thì dù thì vẫn thiên về kịch bản lạc quan đấy, mình vẫn kỳ vọng kịch bản lạc quan cho thị trường và chúng ta phải đợi thôi. Mặc dù kỳ vọng như thế nhưng mà chúng ta luôn có những cái kịch bản để dự phòng trong trường hợp nó không xảy ra thôi. Bản thân Du thì trong vài tuần gần đây thì mình cũng đưa trạng thái tài khoản mình về cái trạng thái cân bằng thôi, tức là 50-50 thôi, giữ một số trạng thái cổ phiếu mình thấy tích cực, còn lại thì chấp nhận là mình bán và mình giảm tỷ trọng, dự phòng những cái rủi ro nó có thể xuất hiện. Tại vì những cái bối cảnh của thị trường chứng khoán quốc tế gần đây, ví dụ như xem thị trường chứng khoán Mỹ hay là các cái thị trường châu Âu quá, thì nó cũng đang trong cái đợt điều chỉnh cũng rất mạnh, phiên giảm vài phần trăm trong những ngày gần đây nó gây những áp lực đến thị trường Việt Nam ra là chúng ta vẫn phải dự phòng những cái rủi ro nó có thể bất ngờ xuất hiện, dù chúng ta ai cũng muốn là thị trường lên, đúng không ạ? Chúng ta đều lạc quan về triển vọng thị trường cả. Và đầu tư chứng khoán thì tôi thấy có một điều tích cực là ai mua chứng khoán rồi thì cũng đều suy nghĩ lạc quan, tức là mình đều mong những thứ tốt đẹp đến với thế giới và đến với nền kinh tế, đến với doanh nghiệp, đúng không ạ? Diễn biến của các cổ phiếu thì nhìn chung thì nó cũng không có gì mới, và cổ phiếu khỏe thì nó vẫn tiếp diễn thôi. Những trường hợp của GAT ấy, mà cách đây mấy phiên Du có trao đổi với mọi người về cái triển vọng của nó vượt cái đỉnh cũ ở vùng 9899 lên đến vùng 110, hôm nay nó đã break out rồi, và cái kháng cự của nó thì ở 110 với 118 là cái kháng cự rất là lâu rồi, từ 2018. Thì cái xác suất nó tiến về cái vùng kháng cự 110-118 này thì sau mấy cái phiên vừa qua, nhất là phiên hôm nay, cái khối lượng nó ngày càng mạnh mẽ thì Dung nghĩ là cái xác suất nó tiến đến vùng này là tương đối cao. Còn cái xác suất vượt hay không thì hiện tại rất khó đánh giá, còn cách tương đối xa và cái bối cảnh thị trường hiện tại nó cũng đang hơi khó lường. Và diễn biến của các cái cổ phiếu ngành dầu khí liên quan đến khí rồi khai thác dầu khí thì nó phụ thuộc nhiều vào sự diễn biến của giá dầu trên trường hàng hóa và nó rất là khó lường. Còn hiện tại đang là tích cực thôi, tại vì giá dầu vẫn liên tiếp và đỉnh đi lên, đỉnh cả năm nay rồi.
cao nhất của năm rồi, và nó thúc đẩy cái triển vọng tăng của các phiếu ngành dầu khí. Thì cổ phiếu này nó phù hợp với những ai mà đang còn nắm giữ thôi, trong những cái biên độ mà chiết đinh thì nó cũng không quá lớn. Ví dụ như nếu mà chúng ta nâng cái kỳ vọng từ 110 lên 120 chẳng hạn, tức là chạm 118 chẳng hạn, chạm cái đỉnh của 2018, thì giả định như thế thì nếu mà nó điều chỉnh về vùng 100 thì vẫn cân nhắc được, đúng không ạ? Thì đâu đó chúng ta sẽ có một cái kỳ vọng khoảng 6-18%, và chúng ta đặt một cái ngưỡng cắt lỗ là nếu nó vẫn ngược lại giá tầm 98 đi, 798 thì chúng ta thiệt hại đâu đó khoảng 3-4% thôi, tức là một cái mức cân đối giữa rủi ro lợi nhuận là chấp nhận được. Và nếu có điều chỉnh thì cân nhắc, nhưng mà nếu mà nó lên tiếp thì có lẽ là thôi phải bỏ qua, tại vì cái bối cảnh thị trường tại nó cũng đang 50-50 và thậm chí đang hơi nghiêng một chút về do trong vài phiên tới. Cái cổ phiếu mạnh thì vẫn phải lựa điểm mua đâu, và nó đã qua điểm mua qua. Cổ phiếu này thì trung tâm tư vấn đầu tư cũng đã khuyến nghị và vẫn nắm giữ thôi. Và thực ra cái mức lợi nhuận cũng chưa nhiều, thì nó đi lên rất là khó chịu. Trường hợp những cổ phát thì Dũng trao đổi với anh chị nhiều lần, là Dũng vẫn đặt cái niềm tin vào một cái kịch bản vượt đỉnh, xét được cả cái cạnh cơ bản là kỹ thuật, và mình đặt một cái kỳ vọng 62-63. Và hiện tại mọi người thấy là trong cả tuần qua, nếu mà xét là sau mặt bằng chung thị trường các cổ phiếu vốn hóa lớn thì Hòa Phát diễn biến rất là tích cực. Ta thấy là tiếp tục có một tuần tăng điểm với khối lượng rất là tốt và đang lừng lững tiến về cái kháng cự vùng 55-56. Yếu thì thanh khoản lớn và đảm bảo cho những người ra vào được. Và cái cách tăng của nó rất là chậm rãi và vững chắc. Giống như xe tăng Đức lao dốc, nó rất là bình thản và nó chậm rãi. Thiên hướng phù hợp với những người đầu tư hoặc là những người chết đinh theo trend hơn là những người mà chết đinh T cộng, tại vì chết đinh T cộng thì hiệu quả sẽ thấp, cái biên lợi nhuận trong vòng T3 T5 đâu đó chỉ mấy phần trăm, 3-4% thôi, và nó trồi sụt liên tục. Phù hợp với ai đầu tư kiên nhẫn nắm giữ vài ba tháng thì sẽ đạt cái thành quả 10-15%, thì cá nhân giúp nghĩ đến một cái thành quả đối tích cực so với lại mặt bằng chung của thị trường. Còn chết đinh T cộng thì nó sẽ khó, vì kiểu này thì thanh khoản quá lớn và nó tương đối nặng mông, đi hơi chậm. Những cổ phiếu mà áp lực nhất ngày hôm nay thì có lẽ là cổ phiếu ngành ngân hàng và chứng khoán thôi. Ta sẽ điểm qua một số cái cổ phiếu mà nó đang xấu từ trước rồi, chứ nó không có gì mới. Nhưng bản chất thì nó xấu hơn, tại vì nó lại phá đáy, nó gây áp lực tiếp cho những người cầm cổ phiếu. Và nó thành một cái thử thách cho những người cầm cổ phiếu. Còn những người cầm tiền thì đơn giản thôi, khi nó chưa đẹp thì ta tiếp tục quan sát thôi. Và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta mua trong cái thời gian qua, chúng ta cứ bắt đáy thì nó làm cái áp lực rất là lớn. Thì khi mà cổ phiếu nó đang trong xu hướng lên, ta mua cao thì nó vẫn đi lên. Khi nó đã là xuống, ta mua thấp thì lại phải chịu áp lực bán thấp hơn, đúng không? Nhưng cái quan trọng nhất trong chiết đinh là xu hướng của thị trường, xu hướng của ngành, xu hướng của cổ phiếu, xu hướng dòng tiền của nó đang thúc đẩy nó lên hay là xu hướng dòng tiền đang rút ra và khiến nó xuống. Thì khi xu hướng nó đang là đi lên thì chúng ta chiết đinh rất là thuận lợi. Còn khi xu hướng nó đang là sideways hoặc là xu hướng là giảm thì chính vì thế lời khuyên của Dũng luôn là tránh những trạng thái cổ phiếu mà nó sideways, nó đang thoái trào. Tại vì như thế thì chúng ta sẽ bị cổ phiếu nó cuốn theo và chúng ta không biết đâu là đáy. Và có khi đến lúc mà chán nản nhất bán được khi đúng đáy. Thông thường thì hôm nay tiếp tục là một phiên nó tương đối tệ vì giảm có khối lượng. Nên là mấy phiên gần đây thì phiên tuần trước thì thanh khoản nó đã khá là cạn, 6-7 triệu phiên, nhưng mà 2-3 phiên gần đây thanh khoản bắt đầu tăng trở lại và cái này phá đáy một cái nến rất là xấu, đóng thấp nhất phiên của thanh khoản. Không quá lớn so với những cái đợt trước, nhưng mà thanh khoản nó cũng tương đối lớn so với mấy tuần gần đây. Dù sao đấy là một cái tín hiệu nó đỡ xấu luôn, tức là cái thanh khoản nó không đổ xô ra bán như cách đây vài tháng, tức là cũng có nhiều người đã chấp nhận cái việc mà biến từ nhà đầu tư ngắn hạn thành chung và dài hạn, đúng không ạ? Trong một cái trạng thái bị động là chúng ta bị biến thành nhà đầu tư chung của dài hạn. Dù chúng ta mua có thể với mục đích chết đinh, nhưng mà nhiều khi chúng ta không cắt lỗ và bị biến thành trạng thái nắm giữ và đầu tư chung của dài hạn. Thế đấy là một cái trạng thái mà cái thường không khuyến khích mọi người, vì như thế chúng ta sẽ thành thụ động, ta mất cái lợi thế về mặt chủ động trong chết đinh. Thì những trạng thái như công thương thì nếu như phiên ngày mai mà hồi phục yếu, giả sử như trong phiên ngày mai mà phiên dịch ngày thứ hai mà hồi phục mà lại không vượt ngược lại trên cái giá 30 một cách mạnh mẽ và khối lượng nó tích cực hơn phiên hôm nay, thì nó sẽ confirm là cái việc vỡ nó đã xảy ra và T3
Phiên thứ hai nó chỉ là phiên hồi cho giới tiếp thì mọi người quan sát nhân viên ngày thứ hai. Và đấy quan sát với những người mà đang cầm cổ phiếu đó để cân nhắc và chấp nhận cắt lỗ mặc dù đã sâu hay không. Còn để mua mới thì khi nào nó phải vượt cái kênh giá mà giảm giá từ tháng 7 đến giờ, từ cuối tháng 6 thì ta mới cân nhắc. Còn nếu mà mua vào bây giờ thì rõ ràng là ta đang đi ngược xu hướng và ta chấp nhận nhịp con đường. STB thì đã tệ hẳn đúng không? STB thì đã phá đáy cách đây phút. Nó đã đi trước công thương, nó yếu hơn. Ra phiên này là phiên thứ tư tuần này là phiên thực sự phá đáy, phiên 30/9 lượng lớn. Đấy thì có thể công thương nó cũng sẽ trượt dần như STB này. Rất đáng tiếc là rất nhiều cổ phiếu banh đang bị rơi trạng thái này như Liên Việt Post. Trạng thái mà đã tăng rất nóng ở thời điểm mà đầu năm và giữa năm. Vào cả rổ chỉ số Diamond đúng không? Nhưng mà bây giờ đang có cái rủi ro bị loại ra và cổ phiếu cũng đang rơi rất là nhanh. Và nó chưa có hỗ trợ nào cả. Bạn không nên bắt đáy vì những cái trạng thái cổ phiếu này thì khi nó rơi thì nó sẽ rất là sốc. HD Bank thì chưa vỡ hẳn, tức là vẫn chênh vênh thôi, nó cũng tương đối rủi ro. Hay như trường hợp của MBB thì không quá tệ, tức là nó có cách một chút mà này khối lượng cũng đã bắt đầu xuất hiện, nó cũng bắt đầu bị cuốn theo. Quan sát là ở phiên thứ hai thôi, xem nó có bị vỡ hay không. Còn hiện tại thì nó chưa xấu quá. ACB hôm nay chính là cái cổ phiếu banh mà giảm rất là ít, mức giảm có 0.2%, đâu đó giảm có chưa đến một like thôi, nó tích cực lắm so với những cổ phiếu ngân hàng khác trong cái nhóm yếu. Gặp mà tích cực hơn những cổ phiếu banh kia là Techcombank thì cá nhân dung ký là nó vẫn ở trạng thái tích cực hơn hẳn so với rất nhiều banh khác. Và nó vẫn, nếu mà nó sau này nó vượt đỉnh đi, nó breakout đi lên thì nó sẽ là cổ phiếu dẫn dắt của những cổ banh yếu. Và cái vị thế về mặt cơ bản hay mặt vốn hóa và thanh khoản thì dung nghĩ là nó xứng đáng để thành cổ phiếu dẫn dắt của hiện tại những cổ banh mà đang yếu dưới. Còn những trường hợp ví dụ như quả Tiên Phong Banh thì đang phải nhất dòng ngân hàng. Techcombank sau này hiện tại thì sau này nó chỉ cần vượt cái giá 30, cái giá 50 thôi. Cái nến đẹp một khối lượng lớn cả vượt lên 51 chẳng hạn. Và thanh khoản nó cải thiện so với trung bình. Thanh khoản gần đây chỉ có 5-7 triệu thôi. Thì thanh khoản giả sử như trên 10 triệu trở lại thì có thể là một tín hiệu tích cực. Khoản càng cao hơn càng tốt. Ta phải đợi thôi. Đây là du vẽ giả định trong trường hợp mà tuần tới có những cái phiên mà nó vẫn cao lên thì nó mới là tín hiệu mua thôi. Còn hiện tại mua thì nó sẽ rủi ro, nó sẽ giống như những trường hợp của banh khác, với đâu nó sẽ bò dần xuống và nó lại vỡ thì ta sẽ rất là bị động. Trường hợp như của banh cũng khá là yếu trong mấy phiên gần đây, mặc dù mấy phiên trước thì nó cũng ở cái vị thế nó tương đối là an toàn. Nhưng mà 3 phiên gần đây mới thấy là xuất hiện 3 nến giảm và khối lượng nó tăng dần khi mà tiến hỗ trợ. Thường cổ phiếu nào mà nó xuất hiện cái khối lượng mà giảm dần khi tiến hỗ trợ thì đấy sẽ là tín hiệu tích cực hơn, thì nó sẽ thấy cái niềm tin của người ta về việc cổ phiếu nó giữ được hỗ trợ, người ta sẽ bán ít dần đi. Còn cổ phiếu nào mà càng về hỗ trợ mà càng bắn mạnh thì đấy là những cái lo ngại, có nhiều người đang dần mất cái niềm tin vào cái hỗ trợ. Còn hiện tại nó chưa vỡ thì nó cũng vẫn là hỗ trợ thôi, nhưng mà khi mà thanh khoản nó tăng dần hỗ trợ thì là tương đối đáng ngại. Ngoài chuyển động giá, chuyển động của khối lượng cho thấy là cái xung lực của dòng tiền với cái biên bán ngày càng mạnh lên và dòng tiền thì càng ngày càng yếu đi. Mình nhớ là Vietcombank mấy hôm rồi nước ngoài bán rất là mạnh, các phiên này nó vẫn bán mạnh, biết thế nó không có gì đặc biệt. Thì có trường hợp của Vietcombank là trường hợp mà quá tích cực, và ngay cả trong mấy phiên gần đây khi mà các phiếu ngành ngân hàng bị giảm điểm, Vietcombank vẫn rất là khỏe. Cái diễn biến của Tiên Phong Banh trong tuần qua chỉ cũng có giảm phiên đầu tuần thôi, còn bốn phiên gần đây nhất là đều là bốn phiên tăng và nó vẫn vượt đỉnh đi lên. Nó tách hẳn cái trạng thái đối với những cổ phiếu ngân hàng khác và nó vẫn vững vàng đi lên. Thì cái điểm mua nó cũng qua mất rồi, thì nó phù hợp với những ai nắm giữ đó. Còn cá nhân tôi thì khi cái diễn biến của cả thị trường chung nó đang khó lường như hiện tại và thêm cái diễn biến của ngành nó đang xấu, ít khi mà mình chưa định những cổ phiếu mà nó ngược sóng ngành và nó cũng qua mấy cái điểm mua rồi. Cổ phiếu ngành chứng khoán thì nó cũng rất là đuối đúng không ạ? Ngành chứng khoán thì trong vài tuần gần đây thì nó cứ giảm đều đều thôi, giảm rất là nhẹ thôi. Và mấy phiên gần đây nó bắt đầu nó có cái mức mà giảm mạnh hơn và cái thanh khoản nó nhẽ đại, thì hôm nay là cái phiên cũng rất là đuối, thanh khoản tăng và
đến giảm nó rất là rõ, 3,6%. Những cái trạng thái nó đã đến cái chỗ mà mệt mỏi, người cầm cổ phiếu bắt đầu không chịu đựng. Và rất nhiều cổ phiếu thì phiên hôm nay nó phá cả cái kênh giá, cái kênh tăng giá mà chúng ta kể từ tháng 4 năm nay đến tín hiệu nó đối tiêu cực. Thì nếu mà nó còn giữ được cái kênh giá thì đây chỉ là một đợt ngắn. Khi nó vỡ kênh giá rồi thì nó sẽ mất cái nhiều thời gian để nó điều chỉnh và tích lũy sau này tăng trở lại. Còn triển vọng ngành về dài hạn, trung hạn thì dù vẫn tích cực thôi, nhưng mà về ngắn hạn thì nó vẫn đang là một cái hướng sideways bò mòn. Và chúng ta cầm cổ phiếu chúng ta sẽ bị thiệt hại trong ngắn hạn. Thì đấy là cái điều mà những người đầu tư người ta thì chấp nhận. Còn với dân chết đinh thì thường quan điểm của Du, mà khi nó phát hiện nó sideways như trong cái vùng này, mình đã phải chấp nhận là thoát ra được, hoặc là chậm nhất là những cái phiên mà nó vỡ mình cân nhắc. Thì nó đã có cho thời gian trong vài ba tuần qua để chúng ta thoải mái suy nghĩ và rút ra được. Thì nó không phải cái diễn biến nó quá bất ngờ. SHS, MBS thì nói chung là nó vẫn rất là tiêu cực. Còn tích cực đâu đó thì vẫn là ngành dầu khí thôi, tức là những cổ phiếu như GAP hay là PVS thì nó vẫn đang là cái triển vọng tiến về cái vùng đỉnh cũ thôi. Như PVS thì vùng 30-31 là vùng đỉnh cũ, hay như BSR thì vùng 22 là đỉnh cũ. Thì cá nhân Du nghĩ là tạm thời chúng ta vẫn đặt cái kỳ vọng nó về lại cái vùng đỉnh cũ thôi, chưa đánh giá sốc từ đỉnh. Thì cái thanh khoản của đợt này, những cổ phiếu như BSR hay là PVS thì nó không quá lớn so với lại cái thanh khoản của cái vùng đỉnh trước. Cả cái vùng sóng tăng trước thì xung lực nó rất là mạnh, còn đợt này thanh khoản nó cũng gần tương đương, nó chưa mạnh bằng, nó ra là mình cũng chưa nhìn thấy cái xung lực của đỉnh những cổ phiếu này. Còn những cổ phiếu nhỏ của ngành dầu khí, những cổ phiếu liên quan đến khí thì nó tăng mạnh hơn, vẫn đang rất là mạnh mẽ và nó không có điểm mua mới nữa vì nó đã qua điểm mua tương đối lâu rồi, khoảng 4 năm phía trước. Và nó không chết định được tại vì có một số cổ phiếu thì thanh khoản nó thấp quá. Một số cổ phiếu khác, ví dụ như cổ phiếu ngành phân đạm thì nó vẫn tích cực thôi. Ví dụ Phong Mỹ hôm nay thì cũng chớm một đỉnh mà nó cũng lưỡng lự lại một chút do cái diễn biến trường cuối phiên. Và những trường hợp như quả đạm Cà Mau thì tích cực nhất rồi. Mặc dù là nếu mà nhìn về cơ bản thì đạm Phú Mỹ thì cái lợi nhuận của nó trong quý vừa qua nó tăng trưởng tốt hơn. Còn đạm Cà Mau thì cũng không đột biến lắm. Nhưng mà trường thì luôn luôn đúng, tức là đạm Cà Mau thì mấy hôm trước yếu hơn nhưng mà hai hôm nay thì phải đạm Phú Mỹ. Và nếu mình nhìn cả mặt kỹ thuật hay là cơ bản của hai cổ phiếu này với phiên trước thì rõ ràng đạm Phú Mỹ nó ở cái thế chủ động hơn và xung lực nó khỏe hơn. Ngay cả nhìn khía cạnh cơ bản đấy thôi, nhìn về các chỉ số cơ bản hay là nhìn vào cái kết quả kinh doanh trong quý 2 vừa qua thì đạm Phú Mỹ là cái trường hợp mà cái kết quả nó rất là đột biến. Ta thấy là nó gấp đôi so với cùng kỳ, nó có sự đột biến rất là mạnh về doanh thu lợi nhuận, doanh thu từ 2002 đến 2009 này, ngộp từ 507 lên 900 này, đúng không? Còn nếu mà nhìn đạm Cà Mau thì không thấy cái sales story nó rõ ràng lắm về kết quả kinh doanh, nhưng mà có lẽ người ta kỳ vọng vào cái việc xuất khẩu của đạm Cà Mau thôi. Như hôm trước bạn Văn cũng có trao đổi với các anh chị là đạm Cà Mau thì có cái lợi thế xuất khẩu tốt hơn là đạm Phú Mỹ. Chúng ta nhìn như đạm Cà Mau thì quý 2 vừa qua thì doanh thu nó tăng trưởng so với kỳ, nhưng mà lợi nhuận tăng trưởng mấy đó, tăng trưởng 25% đâu. Lợi nhuận sau thuế thì tăng trưởng rất là ít, nó khoảng hơn 10%. Nó không đột biến như là không cái diễn biến thị trường thì đã có mau mấy phiên đây nó tích cực hơn. Còn những trường hợp mà nhỏ hơn trong ngành như PFC thì nó cũng chưa tích cực lắm, là nó vẫn đang ở cái trạng thái dưới đỉnh, và có thể nó một vài phiên tới nó break được cái kênh giá giảm thì cũng có thể cân nhắc được, tại vì khi các cổ phiếu trong ngành nó cùng tăng và cái vọng cơ bản nó đang tích cực cả ngành ấy, cổ phiếu như này nó cũng được ăn theo. Còn bản chất thì nếu mà người xem cái cơ bản của BFC mới thấy là cái kết quả kinh doanh nó tự cải thiện, chưa đi sâu vào để phân tích kỹ lý do tại sao mà BFC không có cái lợi thế về tăng trưởng như đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau. Còn nhìn thuần mặt báo cáo tài chính thì có sự tăng trưởng, nhất là xem cái kế hoạch kinh doanh năm nay đó. Tổng CNB thì nó đã tạo đỉnh trong cái tuần trước rồi, và nó đang cố hồi lại thôi. Trạng thái này nó là tiêu cực rồi. Anh như DGC là công ty hóa chất, hôm nay là phiên tăng rất là mạnh của DGC, nhưng mà về bản chất thì nó đang là một cổ phiếu mà nó đã có một cái đỉnh 178 và nó đang là hồi lại, và nhìn cái khối lượng thoát ra trong các phiên tuần trước nó khá quyết liệt như này, cá nhân Du nghĩ cái xác suất của đỉnh nó tương đối thấp. Thì thường những cổ phiếu mạnh ấy, thì
cái xác suất thì nó sẽ có một hai lần nó sẽ ngoi lên để nó test đỉnh lại. Tại vì nhiều người sẽ chưa tin là cổ phiếu này có đỉnh, người ta vẫn coi nó là điều chỉnh để mua thôi, vì đã nhiều lần những cổ phiếu nó điều chỉnh nó lại đi lên. Thì việc mà nó đi lên lại thì kỳ lạ, nhưng cái việc mà có vượt đỉnh hay không thì nếu nhìn theo cái xung lực bán ra quyết liệt như này thì mình nghĩ là cái xác suất đỉnh thấp và nó cũng không phù hợp với nó. Nó phù hợp với những ai còn và đợi phản ứng tại vùng chốt thôi. Còn ví dụ như ngành cảng biển thì cá nhân tôi thấy nó cũng chưa có gì mới, các cổ phiếu nó cũng đang thoái lui dần dần, nó cũng khá yếu. Còn ngành thép thì mình vẫn tập trung vào Hòa Phát là chính thôi, nhưng Hoa Sen thì nó sẽ cần cái nỗ lực nó vượt lại cái vùng đỉnh đâu đó ở vùng 8 đó, đúng không ạ? Hôm nay nó chạm này nó cũng chưa vượt, nhưng có thể là sang tuần nó vượt, thì ra diễn biến Hòa Phát nó tích cực thì cái cổ phiếu này nó sẽ tiếp diễn tích cực thôi. Nó đã tăng trước nhưng mà nó tích lũy, nó tận dụng cái đợt tăng Hòa Phát nó sẽ tăng tiếp. Quan điểm chung về thị trường là như thế, tức là nếu mà chúng ta tổng kết lại thấy là thị trường nó vẫn là trong kênh sideways tích lũy thôi và nó chưa quá tiêu cực. Và khi mà chúng ta tuân thủ phân tích kỹ thuật thì chúng ta vẫn phải đợi thôi. Cảm ơn anh. Đây có anh chị khách hàng hỏi về nhóm cổ phiếu chứng khoán á. Thì anh Du không biết anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu SHS và cổ phiếu APS không ạ? Ra cổ phiếu ngành chứng khoán thì lúc nãy Du chia sẻ với anh chị, nếu chúng ta nhìn những phiếu đồng ngành như SAI hay là HCM, VCI, VD thì nó vẫn đang trong quá trình thoái lui dần dần ấy. Trong một bối cảnh ngành nó như thế thì rất khó để kỳ vọng nếu chúng ta nó đi ngược dòng, trừ khi anh chị nắm những cái thông tin nó đặc biệt về cổ phiếu đấy, có những cái câu chuyện về phát hành đối tác chiến lược hay là bán vốn như đối tác hay là những câu chuyện đặc biệt gì đấy để cổ phiếu đấy nó khác biệt so với cùng ngành. Còn khi nó đã vận động giống các cổ phiếu cùng ngành đi lên và nó vận động chung theo chiều đi xuống các cổ phiếu cùng ngành thì tốt nhất là không nên mạo hiểm, và nó cũng chưa có tín hiệu để mua vào cả. Nhiều cổ phiếu trong ngành chứng khoán nó vỡ cả cái kênh xu hướng nếu mà nối từ tháng 5 rồi. Thì với trường hợp của SHS thì chưa, nhưng mà nó đang dần tiến với đấy. Nó nhìn mẫu hình của nhiều cổ phiếu cùng ngành chứng khoán thì nó đã vỡ cái chỗ kênh kháng cự rồi. Thì về mặt lý thuyết thì chúng ta quan sát ở cái hỗ trợ thôi. Chúng ta sẽ quan sát ở cái hỗ trợ vùng 34 và nếu nó đẩy lên vào những cái nến mà nó tích cực, và lúc đấy chúng ta quan sát cổ phiếu cùng ngành chứng khoán nó không còn nhiều áp lực giảm thì có thể cân nhắc. Còn như hiện tại thì không nên, tại vì nó vẫn là tư duy bắt đáy đó, rất là rủi ro. Cả ngành nó đang vận động theo kiểu bò mòn ấy. À, nó xuống nhanh mà nó sốc ấy, thì dòng tiền sẽ thích hơn là cái kiểu bò mòn, tại vì sẽ khiến người cầm cổ phiếu rất là mệt mỏi, và người mua ấy, thì người ta không có kỳ vọng nó sẽ nảy lên mạnh. Nó xuống tốc độ chậm chậm thì nó khi nảy lên nó cũng khó nảy lên nhanh được. Nên là quan điểm của Du thì chưa đi mua, và đi quan sát thôi. Nó chỉ khổ những người đang cầm cổ phiếu thôi, thì bị áp lực tâm lý nó tra tấn thêm. Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Thì quan điểm của anh Du cũng rất rõ ràng về cái nhóm chứng khoán rồi. Thì hầu như các cổ phiếu nhóm chứng khoán thì đang trong một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Do đó thì ở thời điểm này khi mà cổ phiếu nó chưa thiết lập được những cái mặt bằng, những cái nền giá và cũng như có tín hiệu xác nhận tiếp diễn cái xu hướng tăng giá mới, thì rõ ràng anh chị nếu mà chúng ta ở chiều mua thì chúng ta tiếp tục chúng ta ngồi chúng ta quan sát thêm thôi, cũng chưa có một cái động thái nào mà chúng ta có thể giải ngân những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Ở đây anh Long Nguyễn anh có hỏi về cái xu hướng của cổ phiếu Vinamilk và Hòa Phát ạ. Thì anh Du có thể chia sẻ thêm về cổ phiếu Vinamilk không ạ? Hòa Phát thì chúng ta đã nói đến từ đầu phiên rồi ạ. Hòa Phát Du sẽ không nói lại, thực ra trong vài tuần qua mình nói quá nhiều, vẫn bảo lưu triển vọng lên vùng 62, 63 trong thời gian tới đó, tại vì nó đang tích lũy và đang đi lên rất là đẹp. Nhưng Vinamilk thì nó cũng chưa rõ ràng lắm, mặc dù nó đã phá được cái kênh giá giảm ấy, và nó đang xây được cái nền đi ngang so với cái bối cảnh giảm trước đây. Thì nếu mà mặt chết đinh thì phải đợi khi nào nó vượt lại cái giá 92 với confirm là nó đã tạo một cái đáy thành công. Như đợt rồi tuần trước nó cũng có chạm lên, nó lại bị lùi lại, thì nó mức độ giảm của nó thì không quá lớn và cái khối lượng bán ra không nhiều, nên là vẫn có thể kỳ vọng một cái cú break lên để hồi phục được. Nhưng cái bối cảnh nhìn rộng hơn, nhìn từ 2018 giờ thì chúng ta thấy là nó vẫn là một cái thoái trào đó, nó không phải sóng tăng trưởng như nhiều khác. Chết đinh thì vẫn là chết đinh sóng hồi. Thứ hai nữa thì nếu mà chết đinh thì nó không hợp với T cộng đâu, vì Vinamilk nó sẽ hợp với người mua và chết đinh nắm giữ,
ít nhất là phải cả tháng vài tháng để mình kỳ vọng khoảng 10-15% thôi, nó không có chiết đinh nhanh tay cộng, có điểm giúp nên nên đợi thôi. Và nếu mà khi cả khi nó vượt cái giá 92 thì nó thành cái mẫu hình nó đã confirm là tạo thành vùng đáy đi lên ấy, thì anh nên cân nhắc lại xem cái việc mình chiết đinh với nó, mình kiên nhẫn để nắm giữ nó trong cái thời gian đủ dài để mình kiếm 10-15%. Giúp như từ nay cuối năm mà nó hồi phục 10-15% thì mình có chấp nhận cái kịch bản hay không, thì có thể là nó vượt cái vùng 92 nó lên đâu đó tối đa khoảng 105-110 thôi, 105-107 nó sẽ chạm vào cái kênh giá, cái giá giảm trung hạn từ 2018, khó có cái động lực vượt. Cánh dung chưa nhìn cái động lực về kẻ mặt cơ bản lẫn kỹ thuật thì nó vượt, nên mình kẻ nó đạt cái điều kiện mua thì mình cũng nên cân nhắc xem là nó có phù hợp với cái tính cách của mình không, cái chiến lược của mình hay không thì mình nhắc. Còn cái xác suất thì tôi nghĩ nó sẽ hồi phục cao, thường các cổ phiếu nó giảm sốc một thời gian nó đi ngang rồi nó tạo nền, nó dần dần nó hồi phục được, nó không khác, nó có sự toan tính và có sự tham gia các tổ chức rồi. Và nó có các cái vẻ lái nó rất là từ từ tao thu gom và giúp cổ phiếu nó diễn tiến tích cực dần dần. Vâng, cảm ơn anh. Thì có anh chị khách hàng có hỏi về chiều nắm giữ cổ phiếu Khang Điền à? Anh Du có các quan điểm gì về cổ phiếu Khang Điền không ạ? Khang Điền Health thì theo quan điểm của Du thì vẫn giữ được, tại vì nó chạm đến đỉnh cũ và nó dội lại, nó cũng không dội quá mạnh đâu. Tức là cách đây vài tuần thì Khang Điền có chớm vượt đỉnh ở 16/9, rồi sau đấy cổ phiếu nó cũng đang bị thoái lui. Ta nhìn cái thoái lui của nó thì cũng từ giá khoảng 42.x về đến 41.x, tức là đâu đó giảm có một giá khoảng 2.5% so với giá 40 đúng không ạ? Thì nó không có gì là quá tệ so với mặt bằng chung cả. Có điểm của Du khi nào nếu mà Khang Điền nó phải vỡ cái 40 này, nó mới thực sự là tệ, tức là nó thành một cái nến mà nó phá vỡ cả cái vùng tích lũy này, và chúng ta thấy là cái mức giảm đấy thì nó sẽ khiến cho cổ phiếu này nó bị mất cái vùng tích lũy và nó có áp lực mà nó có thể bắt đầu nó thoái trào á. Còn hiện tại nếu mà chúng ta nhìn kể cả cái MA 60 ngày của nó chưa bị vỡ, tức là MA của 3 tháng ở cái quanh, mọi người nhìn nó quanh mốc 39.95, tức là tương đương mốc 40. Nếu mà nó vỡ ở đây thì cũng khá hợp lý, vì nếu mà chúng ta kẻ chen thì nó sẽ vỡ thôi. Cả vỡ chen, cả vỡ MA trung hạn thì chúng ta cân nhắc bán thì được. Còn hiện tại thì nên giữ. Tại vì dù sao thì cái tôi thấy là ngành nào nó có những cổ phiếu nó phân hóa đi lên, và những cổ phiếu nó chưa xấu, nó vẫn còn cơ hội. Như mọi người thấy như HDC, như mấy tuần gần đây Du có trao đổi cái nó vẫn là cái mức rất là đẹp trong sản, thì nó không có đỉnh mà nó cứ vượt đỉnh nó tích lũy lên, thì ta nên nếu mà có thì nên giữ những cổ phiếu như này. Còn bán đi thì ta sẽ mất đi một cổ phiếu mà kiếm lợi nhuận cho chúng ta, mà chúng ta lại giữ lại những cổ phiếu mà yếu hơn thì nó còn thiệt hại hơn. Nên quan điểm chung thì mình nên bán cổ phiếu mà đang yếu như một quả, cổ phiếu mà đang bào mòn hàng ngày, cái áp lực bào mòn ngày càng lớn, ngày vài 3%. Và những cổ phiếu này Khang Điền thì có trong vài tuần qua thị trường nhấp nhô và áp lực như thế, nó chỉ giảm nó đó có 2.5%, nó rất là nhẹ, cái xác suất của đỉnh nó vẫn còn. Mọi người thấy là cái cung nó rất là cạn, nó không bị cái cung lớn bán ra, vì nếu cổ phiếu này nó tạo hai đỉnh rồi và người ta mất niềm tin rồi thì những cái phiên trong vài tuần qua thì khối lượng nó sẽ tăng dần đều và nó sẽ khiến những cái phiên mà nó giảm khối lượng rất là lớn. Chúng ta thấy những đoạn này nó quay đầu nó giảm khối lượng rất là lớn, nhịp điều chỉnh trong vài tuần đây thì quả nó cạn dần. Đó là cá nhân mình nghĩ là nên từ khi nó vỡ 40 thì lúc đấy phải cân nhắc cái cắt lỗ đó. Và nếu nó vỡ thì nó phải đóng cửa vỡ thì người cắt ở cuối phiên, tức là cái dấu hiệu đến gần phiên ADC mà nó không cắt thôi, có cắt sớm. Cảm ơn anh. Thì có anh Minh Đặng có hỏi về cổ phiếu Thế Giới Di Động, thì anh có hỏi về nắm giữ đến cuối năm ạ. Thì anh có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? Quan điểm về đầu tư thì nắm giữ nguyên năm thì Du không trả lời được đâu, tại vì nó phụ thuộc vào cái triển vọng cơ bản của cổ phiếu thôi, nó thiên về góc độ đầu tư. Còn về mặt chiết đinh thì cá nhân Du thấy là nếu mà chiết đinh ngắn hạn thì nó là tín hiệu đỉnh rồi, tức là đỉnh tháng 9 ở 24, 25/9, 23/24, đỉnh ở 134. Thì thực ra nó cũng phù hợp với lại cái mẫu hình mà nó breakout, nó cũng đạt đến cái kỳ vọng. Mình thấy là nó đạt đến cái kỳ vọng tầm 134-135 mà có trao đổi trong vài tuần trước, nó tương đối hợp lý để mà chốt lời rồi. Còn
sau cái cú này nó là điều chỉnh nó liên tiếp hay không thì ra cá nhân mình cũng thấy là tương đối khó phán đoán. Về cái triển vọng cơ bản của thế giới di động năm nay thì cái định giá các bên đâu đó cũng 130, 140 hợp lý, 120, 140, thế là nó dao động như vậy đấy. Và trước đây thì sẽ phải ưu tiên ngắn hạn trước, tại vì cái gì nó đang xảy ra thì mình phải tôn trọng nó trước, nó gây thiệt hại cho mình hay là nó kiếm lợi nhuận cho mình là cũng trong ngắn hạn, thì mình trước đây thì mình nhìn ngắn hạn mà. Còn cái dài hơi hơn thì nhìn theo cơ bản thôi, nếu mà chúng ta đầu tư chúng ta những cái nó mang tính nền tảng về cơ bản ta giữ, còn nếu mà chết đinh thì anh du là nên chốt lời, vì thực ra nếu mà nhìn mấy phiên gần đây nó hồi lên khối lượng rất là yếu và nó đang cũng đang yếu dần, còn nếu như khó nghĩ thì phương án tốt nhất là 50-50, tức là ra chốt một nửa cho nó chắc ăn để có lãi, một nửa chúng ta phiêu lưu tiếp. Đấy là cái phương án mà thường cái anh du khi mà chết đinh hay là dạy các cái học viên về phân tích kỹ thuật ở Benarex hay nói mọi người là khi nào gặp những tình huống khó xử tốt thì hành xử 50-50, dù sao nó còn tốt hơn là không làm gì. Ta chốt một nửa hoặc một nửa một tiếp. Sau này chúng ta quan sát thêm một thời gian nữa mà nó cứ yếu dần và nó có thể gãy được cả cái chen thì chúng ta chen ngắn hạn hay chen trung hạn thì chúng ta bán. Còn về dấu hiệu đỉnh thì là nó có dấu hiệu đỉnh. Thì cái phiên vừa qua khối lượng nó tương đối lớn và nó chưa có xung lực nào để. Vâng ạ, cảm ơn anh. Anh chị Phương Vũ có hỏi về DGC đã tạo chen up chưa? Và có mua thời điểm này không? Thì như là câu là DGC thì anh Du cũng vừa có trao đổi trong buổi hôm nay rồi. DGC quan điểm anh Du là cổ phiếu đã có cái bị bán khá mạnh ở vùng đỉnh và hiện tại thì đang hồi phục trở lại, khối lượng cũng không thực sự quá tích cực. Sau đó thì nếu mà mua xét đến việc mua thì hiện tại thì chúng ta chưa nên mua thì điểm này chúng ta phải chờ đợi thêm. Quan điểm của Du thì cổ phiếu này nó đã có một cái đỉnh ngắn hạn trong tuần trước ở vùng 178 ấy. Thì thường những cổ phiếu này nó rất là mạnh, nên là khi vỡ xuống thì nó sẽ có những cái đợt bắt đáy nó hồi phục lại. Thì cái xác suất để vượt đỉnh nếu mà nhìn thấy khối lượng thì như hiện tại mình nghĩ là thấp, tại vì khối lượng thoát ra là tương đối mạnh và cái khối lượng mà mua lại trong mấy phiên gần đây nó yếu, xác suất về vùng đỉnh cũng sẽ bị bán rồi lại rất là mạnh. Cá nhân nghĩ là không nên mua. Còn ví dụ như nó tích lũy ở đây một thời gian, nó có thể kéo dài thêm vài tuần nữa và sau đấy nó vượt đỉnh thì lúc đấy mới nên mua, vì lúc đấy nó đã cho thấy là cái quá trình thấy máu nó kết thúc ấy. Và nó bước vào một cái đợt tăng mới thì lúc đấy nó hợp lý hơn, còn mua giờ thì nó mạo hiểm vì nó đã tăng rất là nóng rồi, kỳ vọng mua vượt đỉnh hiện đại nó thấp mà cái rủi ro nhỡ nó phá đáy nó rơi tiếp, phá vùng 140 nó rơi tiếp hoặc nó sideways thì là mình thiệt hại rồi, nhất là không nên mua. Vâng ạ, cảm ơn anh. Ở đây anh Võ Đăng Quang có hỏi về phiếu gas thì anh Du cũng đã chia trao đổi ở trong phần đầu rồi, thì quan điểm anh Du là gas cầm giá mục tiêu có thể về lại cái vùng đỉnh trước đó của gas đâu đó quanh vùng 110-113 đúng không anh Du? 110-118 tối đa. Thì đó là cái giá mục tiêu của gas trong thời gian tới. Anh Võ Đăng Quang có thể tham khảo. Có một anh chị có hỏi về cổ phiếu chiều giữ, cổ phiếu KBC và TNG ạ. Anh Du có thể trao đổi về hai cổ phiếu này không ạ? KBC là cổ phiếu mà tuần trước thì nhiều người kỳ vọng vào nó, nhưng mà tuần này thì bắt đầu hụt hẫng. Thì tuần trước nó có mấy cái thông tin liên quan đến việc ký kết những cái hợp đồng ghi nhớ giữa Kinh Bắc và một số tập đoàn lớn. Sau đấy thì chúng ta thấy cái phiên 23/29 là cái phiên mà thanh khoản rất là đột biến, 27 triệu cổ phiếu trần ngay từ đầu phiên. Và hầu hết là khớp trần, nhưng cuối phiên thì cổ phiếu nó cũng bị bối dần ấy. Và đấy cũng là một cái tín hiệu nó cũng hơi tiêu cực, tại vì nó là sát cái vùng đỉnh cũ mà nó tạo từ tháng 1 đến giờ. Vì cổ phiếu mà khi nó về vùng đỉnh cũ mà nó lại bị khối lượng lớn mà dựng ngược lại thì nó cho thấy cái xác suất thất bại tương đối là cao. Và nếu mà nhìn triển vọng mấy phiên trước thì nó vẫn 50 thôi, 50-50, tức là nó chạm đỉnh cũ rồi nó dội lại, sau đấy nó cân bằng lại được. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy biến mấy phiên nay thì nó tương đối đuối, hơi khó nghĩ thực sự. Tại vì ở cái chỗ này nếu mà bán thì cũng không sao cả, tại vì có thể cổ phiếu nó không vượt được đỉnh nó sẽ thoái lui tiếp. Nhưng ngược lại cái mức thoái lui từ đỉnh đến chỗ hiện tại nó cũng không quá lớn, tức là nếu chúng ta nhìn thì đỉnh khoảng 647, giá hiện tại đâu đó khoảng 4200 mix, nếu nó chỉ cần giật mạnh hai phiên nó lại vượt đỉnh, lúc đấy thì nhìn thấy nó rất là xa. Và cái quan điểm của Du thì như Kinh Bắc này thì khi nó 50-50 thì mình cũng hành xử 50-50 thôi, mình chấp nhận là ví dụ như anh chị đang có thì bán đi một nửa và chấp nhận là giữ một nửa để quan sát tiếp. Và nếu mà trong tuần tới nó có những phiên vượt giá 45-46 thì mình có thể mua lại cái phần đấy, là nó đã có triển vọng ổn định. Còn nếu mà nó đi ngang chúng ta đỡ áp lực, còn mua mới lúc này thì không nên.
mới thì nó 50-50 mà chúng ta mua thì rõ ràng ta đánh đổi một cái rủi ro lớn hơn với một cái kỳ vọng lợi nhuận thấp chưa vượt đỉnh. Nếu mà nó vượt đỉnh thì chúng ta mua thì nó xứng đáng hơn, thì lúc đấy cái triển vọng nó sẽ mở ra một cái kỳ vọng mới rất là lớn, nó không có đỉnh ngắn hạn nữa. Còn hiện tại thì nó 50-50, nó không quá xấu, quá đẹp. Cổ phiếu đó nó linh nhỉ? TNG ạ. À? TNG thì xấu hơn. Vâng. TNG thì nó giống như nhiều cổ ngành chứng khoán, nó đã tạo cái đỉnh trong cái khu vực vài tuần trước. Và cái đỉnh thì tích lũy trong thời gian nó không phải ngắn, nó có thời gian vài tuần để người ta mua bán bán, đã tạo những cái cú tăng giảm trồi sụt, người ta phân phối, nên ta là cái xác suất để nó vượt cái đỉnh này thường nó sẽ thấp hơn những cái đỉnh nhọn. Thường người cứ quan sát sau này mới thấy là những cái đỉnh nhọn thì nó sẽ có nhiều cơ hội vượt hơn. Còn những cái đỉnh tù là những cái đỉnh mà nó đã có nhiều tuần ở đấy giao dịch để người ta phân phối thì sẽ khó vượt hơn. Cái trường hợp của TNG thì nó đang hồi phục lại mấy phiên gần đây, nhưng mà trạng thái nó mọi người thấy rõ nó yếu đúng không ạ? Thanh khoản những phiên bán rất là lớn, rất là quyết liệt. Còn khi mà nó tăng lại người thấy thanh khoản nó rất là nhỏ, thế mà kỹ thuật nó rất là tệ. Thì nó chỉ là hồi phục lại thôi, vì nó giảm cái mức rất là nhanh và sốc, nó hay hồi phục lại một chút. Và cái xác suất nó hồi phục xong nó rơi tiếp thì nó tăng cao hơn. Rồi những cổ phiếu nào mà nó muốn đi lên tiếp thì những cái phiên tăng ở đây thanh khoản nó phải vượt, ít nhất phải bằng hoặc là vượt những cái phiên mà nó đã vỡ này. Ta thấy là cái dòng tiền nó đủ mạnh, nó phân hết cái lượng hàng đấy, nó kể cả vượt đỉnh, kéo vượt đỉnh thì nó làm được. Và chúng ta thấy là đây chỉ là cái động thái mà giảm nhiều xong rồi hồi nhẹ lại thôi. Vì những cổ phiếu trong một ngành ấy thì nó cũng đang thoái trào ấy. Nó chỉ có trường hợp của May Sông Hồng là cái xu thế tích cực thôi. Nó đang là trạng thái mà đi lên mà nó vẫn là vượt đỉnh, mặc dù thanh khoản nó rất là nhỏ và nó khó phân tích được cho đám đông. Và ít nhất nó là cổ phiếu mạnh nhất trong ngành lúc này. Còn những trường hợp như TCM hay là TNG hay VGT ấy, thì nó đều là một trạng thái qua đỉnh rồi, nó đang là trạng thái rơi sâu hồi lại mà có thể tới tiếp thôi. Nên chưa định. Vâng, cảm ơn anh. Ở đây các anh chị có hỏi về cổ phiếu VCI thì anh Du đã trao đổi rồi, về nhóm chứng khoán rồi. Nhóm chứng khoán gần như là thời điểm này đang trong cái nhịp chỉnh ngắn hạn, do đó anh chị ngắn hạn anh chị tạm thời chưa nên quan tâm đến nhóm cổ phiếu này. Còn PVD và PVS thì anh Du đã trao đổi ở đầu phiên, thì hai cổ phiếu này cái diễn biến giá ngắn hạn cũng khá là tích cực. Tuy nhiên thì với cái khối lượng giao dịch của PVD, PVS trong các phiên gần đây thì cũng khó kỳ vọng cổ phiếu nó vượt được cái đỉnh ngắn hạn. Trước đó ví dụ như PVD là vùng 26 hay là PVS vùng 30-31, thì đó là quan điểm về cổ phiếu PVD, PVS. Có anh chị khách hàng hỏi về nhóm cổ phiếu bất động sản ạ. Trong đó có VRE đất xanh ạ. Anh Du có quan điểm gì về cái này không ạ? VRE à? Vâng. SCD. VRE ạ. À, VRE thì là một cổ phiếu mà cũng rất khó chốt đinh trong những cổ phiếu nhà anh Vượng. Du thấy là VIX, Vinhome, VRE thì cũng rất khó chốt đinh. Nhìn VRE thì nó tệ hơn, bởi vì VRE tính ra từ khi lên sàn đến giờ nó chưa lần nào nó vượt được cái đỉnh giá này. Tức là trong 3 năm qua rất nhiều cổ đông của VRE từ hồi mua rồi lỗ cả. Trạng thái như thế không phải là trạng thái tích cực để ta kỳ vọng kiếm tiền cổ phiếu như này. Từ những cổ phiếu nào mà hàng năm đỉnh sau nó cao hơn đỉnh trước, đáy sau hơn đáy trước, là hàng năm nó đi lên, cái nền giá năm sau hơn nền giá năm trước, thì là những cổ phiếu mà nhiều người đang kiếm tiền được từ nó thì chúng ta mới có kỳ vọng kiếm được tiền. Còn một cái cổ phiếu mà cái nền giá mà các đỉnh sau càng ngày càng thấp hơn đỉnh trước và đáy nó càng ngày càng thấp hơn thì nó rất là tệ, vì ra cái xu hướng của nó vẫn là xu hướng sideways theo hướng giảm thôi, nó chưa phải xuống tăng. Và nó chết đinh nó rất là khó. Mọi người thấy những cái đợt tăng giá của nó ngoài cái đợt tăng của tháng 10 một năm ngoái đến tháng 1 năm nay, tức là bối cảnh thị trường nó điên rồ, nó tăng mạnh thì VRE mới tăng được, còn lại những cái đợt sóng khác nó rất là tệ, rất là ngắn và yếu, và những cái đợt giảm nó còn trả lại mạnh hơn là những cái tăng. Thế nên tăng ít giảm nhiều, thật ra là chết đinh nó rất là khó. Có lẽ là cái dòng tiền mọi người đang kỳ vọng vào việc mà mở cửa lại các thành phố và các trung tâm thương mại thì kỳ vọng thôi, còn để mà chết đinh cả lịch sử giao dịch của nó lẫn cái triển vọng kỹ thuật ngắn hạn thì tôi thấy là không nên chết đinh của việc này. Rất khó kiếm tiền được, và thậm chí là mình thấy một người đang mất tiền nhiều hơn là kiếm được, chứ không cố chết đinh những cái trường hợp khó. Ngập quả đất xanh không em? Linh ơi. Dạ, vâng ạ. Đất xanh là trường hợp rất là tệ. Đất xanh là trường hợp mà cái xu hướng
tính từ tháng 6 năm nay là xuống giảm, và nó đang đang giao dịch trong một cái kênh xuống giảm. Hôm trước nó cố breakout được một phiên, nó lại rất là yếu, mà ngay cả cái phiên đấy nó thất bại, tại vì cái nến nó là một cái nến búa và ngược lại, thế là nến shooting star, ngôi sao băng, đúng không ạ? Và cổ phiếu này thì ngoài ra về mặt cơ bản thì sau những cái thông tin liên quan đến việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược với giá thấp mà bị các cổ đông phản đối, rất khó để lấy lại niềm tin các cổ đông trong ngắn hạn. Nó sẽ mất nhiều thời gian để ban lãnh đạo ta làm việc với các cổ đông, và người ta lấy lại cái niềm tin của các cổ đông cá nhân và tổ chức. Các những du nghĩ của phim này nó là cái diện rủi ro trong ngành bất động sản, nhất là những cái doanh nghiệp mà đã có rủi ro, mà thậm chí mà đám đông thị trường người ta đang phản ứng, nhất là không tham gia. Cá nhân Du với trung tâm vốn đầu tư cũng có vài lần tư vấn chốt định cổ phiếu này ở cái giai đoạn tăng trước, và trong cái thời gian từ tháng 6 đến nay, khi mà doanh nghiệp xuất hiện những thông tin liên quan đến việc phát hành đấy và bị cổ đông phản đối, thì loại khỏi danh sách quan tâm của VN Direct, và cá nhân Du, những danh sách mà tư vấn chốt định của khách hàng đấy là nó không phù hợp với chốt định ngắn hạn nữa. Mà khi mà không tin tưởng trong ý chí của mình thì rất khó để chốt định cổ phiếu nào đấy có thể kiếm lợi nhuận tốt từ nó được, nên tốt nhất là khi đã không tin tưởng thì không chốt định. Quan điểm của Du thế Vâng về ạ. anh chị. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.